Chào các bạn ha. Tiếp này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đan sleeve là cái phần tay áo ha. Người ta viết ở đây sleeve số nhiều có nghĩa là cả hai tay áo luôn. Hai tay áo mình sẽ làm giống nhau và ở đây mình sẽ hướng dẫn một tay áo thôi. Đầu tiên, using 4 ml hoa, tức nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng kim đan 4 ml ha. Cast on bao nhiêu tay stick tùy theo size. Thì ở đây mình đã bắt mũi rồi, tại vì cái phương pháp bắt mũi á, nó y hệt như cái phần bắt mũi đan thân áo, chỉ khác nhau ở là cái số mũi nó bắt thì sẽ khác thôi, và cái chiều dài mà mình bắt mũi á, đối với size của mình ha và các size khác luôn thì cũng không chênh lệch nhiều. Các bạn sẽ lấy độ dài một gang tay ha và nó sẽ dư ra một chút đen để chúng ta sử dụng khi kết cái sườn tay áo lại với nhau. Rồi, đầu tiên thì mình đã bắt mũi sẵn. Nếu các bạn nào mà chưa có nhớ cái bước bắt mũi như thế nào thì các bạn vui lòng xem lại cái phần bắt mũi ở thân áo, cái bài đầu tiên luôn, thì các bạn sẽ thấy được cái bắt mũi ha. Xem lại cái bắt mũi giúp mình thì mình sẽ đi vào hướng dẫn cái hàng row 1 luôn. Row 1 right side ha. Thì người ta có chú thích right side, tức nghĩa là hàng một của chúng ta sẽ là hàng mặt phải. Thì các bạn sẽ lưu ý cô giúp mình ha, hàng mặt phải của mình sẽ có một cái búi len nhỏ nằm ở phía đầu. Chúng ta sẽ bắt đầu đan K1 B1 ha. Ref là viết tắt của từ repeat, lặp lại ha. Ref from sound to end, tức là lặp lại cái đoạn có dấu sao nè, K1 B1 nè, cho đến khi kết thúc luôn. Thì cái bước này thì các bạn cũng có thể thực hiện được tại vì nó y chang như cái phần bò áo, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn lại tại vì mình muốn dịch chạc cho các bạn hiểu. K1 B1 nó y như đang cái phần thân áo các bạn, còn này là ngay cái tay ha. Đó. Thì mình sẽ lặp lại đan K1 B1 nè, nó K B nè, K B cho đến khi hết hàng ha. Đây mình mới vừa thực hiện đan xong hết hàng row 1 thì số mũi mình chẵn nên mũi kết thúc của mình cũng sẽ là mũi đan B ha. Rồi, tiếp theo là hàng row 2, wrong size ha. Chúng ta có dấu sao K1 B1, red from sound to end thì nó cũng sẽ giống như vậy. Giống như hàng một, chúng ta sẽ bắt đầu bằng mũi đan K và lặp lại K1 B1 cho đến hết hàng. Đó. Các bạn sẽ thấy nó ra rip rồi ha. Nè, mũi đi K K B B ha, K K B B. Các bạn sẽ thấy nó thẳng hàng một mũi K một mũi B. Rồi, mình sẽ đọc tiếp nè. These two rows form drip ha. Hai hàng trên đây là hai hàng đang drip. Con là viết tắt của cần từ continue. Continue working in drip until length measure 8 cm. Câu này có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục đang in drip, đang drip ha, cho tới khi cái độ dài của cái bo tay á nó được 8 cm. Thì đâu đó khoảng 20 hàng á các bạn. Ending on a wrong side row ha, kết thúc bằng một hàng ở mặt trái, tức nghĩa là kết thúc bằng hàng row 2 đó các bạn. Số hàng của chúng ta sẽ là hàng hàng chẵn ha, và các bạn lưu ý cái hàng cuối cùng của chúng ta ha, in lieu quanh in ri ha, để in là viết tắt của từ in ri, tăng mũi in ri one stick on last row working ha. Chúng ta sẽ tăng một mũi ở hàng cuối cùng để số mũi của chúng ta tổng cộng sau khi kết thúc ở hàng cuối cùng á nó sẽ tăng lên một mũi và nó sẽ trở thành số mũi lẻ ha. Thì bây giờ mình sẽ đan cái bo tay cho đến khi được khoảng 7 cm rưỡi thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đan cái hàng cuối cùng, cách tăng mũi của hàng cuối cùng nha. Chào các bạn ha, mình quay lại vì mình đã đan cái bo tay dài được 7,5 cm rồi. Nè.
7,5 cm ha. Đó. Kết thúc bằng một hàng ở mặt trái luôn nha các bạn. Hàng mặt phải giống như hồi nãy mình nói là mình có cái búi len đầu ha. Và bây giờ mình sẽ đang kết thúc hàng mặt trái, và cái hàng này sẽ là hàng có một mũi tăng ha. Đây, hàng không có cái búi len bắt mũi ở phía đầu. Đây là hàng mặt trái, là hàng cuối cùng nha. Mình sẽ thêm một mũi vào ở giữa hàng đan này ha. Thì bởi vậy mình muốn thêm vào ở giữa thì mình phải lấy tổng số mũi trên kim đan chia cho 2. Thì đây là tổng số mũi mà mình bắt ban đầu. Nó cũng là số mũi hiện tại của mình ha. Tất cả các size mình đều chia cho 2 hết. Ví dụ như size của mình là 52, mình chia cho 2 thì sẽ được 26 mũi. Thì mình sẽ đan riết 26 mũi. 1 2 3 4 5 6. Nè, mình vừa đan xong 26 mũi ha. Như vậy là trên kim phải là 26 mũi và trên kim trái của mình cũng là 26 mũi ha. Bây giờ mình sẽ tăng một mũi ở giữa. Mình sẽ lấy cái sợi dây nằm ở trắng giữa đây. Ha, đây là cái sợi dây nằm giữa nè. Mình sẽ câu sợi len lên để lên trên kim trái. Ha, mình sẽ đan ca cái chân sau ha. Nè, đan ca. Rồi, 26 mũi còn lại thì mình sẽ đan theo rib. Tức nghĩa là nếu mà thấy chữ V thì mình sẽ đan K. Mà thấy cái mũi mà có sợi len cha chạy qua như thế này ha, thì mình sẽ đan B. Đó, KB, KB cho đến hết hàng. Tức là mình sẽ đan theo rib 26 mũi còn lại. Và các bạn sẽ thấy nè, đây là hàng mặt trái luôn ha. Và khi mà mình đang kết thúc cái hàng này xong á, là cái bo của mình á, nó đạt chuẩn 8 cm ha. Mình sẽ đang nhanh nhanh cho nó hết luôn cho các bạn xem. Rồi xong ha. Nay sau khi mà mình đan xong nè. Đó, cái chiều dài bao tay của mình nè là vừa 8 cm ha. Chào các bạn ha. Mình đã đan cái bao tay áo đủ số hàng để cái độ dài của bao tay ra được 8 cm rồi. Số mũi của mình á ở hàng cuối cùng ha. Mình sẽ bắt đầu. Số mũi của hàng cuối cùng của mình là đạt bao nhiêu đây mũi ha. Mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn tăng mũi rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi kim nè. Thay đổi sang kim 4.5mm ha. Ở trên kim của mình đang là kim 4mm. Thì mình sẽ lấy kim 4.5mm để đan ha. Rồi người ta có nói nè, continue in stick ha, at the same time ha. Continue in stick có nghĩa là tiếp tục đan trơn. Thế là mặt ở đây sẽ là right side ha, sẽ là đan K. Còn sau lưng sẽ là mặt trái, sẽ là đan B. Rồi at the same time là cùng lúc đó nè. Shape style at fold ha. Fold là viết tắt của từ follow, theo sau ha. Chúng ta sẽ tạo dáng của hai cái bên của cái tay áo ấy. Là injury là viết tắt của từ tăng mũi ha. In là viết tắt của từ injury, tăng mũi. Tăng một mũi, x end of fold bao nhiêu đây, row once. Tức nghĩa là chúng ta sẽ tăng một mũi mỗi bên, tức nghĩa là đầu hàng tăng một mũi và cuối hàng sẽ tăng một mũi ha. Ở thứ tự hàng thứ ba hoặc thứ chín tùy theo size ha. Ví dụ thứ hàng thứ ba tức nghĩa là hàng đầu tiên không có đan, không có tăng mũi, hàng thứ hai không tăng mũi, đến hàng thứ ba chúng ta mới tăng mũi. Ở hai size cuối cùng thì cũng mang ý nghĩa tương tự, tức là tới hàng thứ chín chúng ta mới tăng mũi ha.
và một lần tăng là sẽ tăng hai mũi ha, tăng ở đầu hàng và một mũi ở cuối hàng ha. Đó, bây giờ mình sẽ đối với size của mình là sẽ tăng mũi vào hàng thứ ba. Thì hàng đầu tiên thì mình sẽ đan ca hết ha. Đây, hàng đầu tiên cũng là hàng mà mình đổi kim luôn các bạn nha. Là cái hàng mà mình thay từ kim 40mm sang cây kim 5mm. Mình sẽ đan ca hết đây. Đó, mình đan ca hết ha. Đây, mình vừa đan ca hết hàng thứ nhất ha. Thì mình sẽ cất cái cây kim 40mm này đi. Nãy mình nói nhầm ha, không phải là stick ha, mà nó sẽ là stocked knit stick. Đây là một cái mũi đang đang ca hết mặt phải và đang bê mặt trái ha. Người ta mình hay đọc nhầm là stick tại vì hai cái từ này nó viết tắt giống nhau là st á. Thì mình muốn giải thích rõ với các bạn ha. Cái từ này cái chữ st mà in hoa ha, nó có nghĩa là stocked knit ha, stocked knit stick ha. Rồi, đây là mặt trái. Mình là cũng là hàng thứ hai ha. Mình sẽ đang bê hết. Rồi, mình vừa đang hàng hàng B, hàng thứ hai xong, bây giờ mình sẽ vào hàng thứ ba. Và hàng thứ ba này đối với size của mình sẽ là hàng tăng mũi ha. Đây, thì chúng ta có nhiều cách để tăng, nhưng mà ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tăng mũi thông dụng nhất trong cái việc mà đan tay áo. Mũi đầu tiên mình sẽ đan K1. Nè, mũi thứ hai mình sẽ kéo cái sợi len nằm giữa hai mũi đan. Kéo sợi len lên để qua bên kim trái và đan K cái chân sau ha. Đây là mũi M1L ha. Nó nghiêng sang bên trái. Rồi mình sẽ đan ca cho đến khi còn lại một mũi ha. Đây mình còn một mũi thì mình sẽ tiếp tục thành cái mũi thứ hai, cũng là lấy cái sợi len ha, nằm ở giữa hai mũi len lên để lên trên. À, để cái mũi này từ sau ra trước nè, đó như này ha. Và mũi mình sẽ đan ca cái chân len ở phía trên. Đây là mũi M1R, nó sẽ có xu hướng nghiêng vào bên phải một chút. Rồi đan ca mũi cuối cùng. Như vậy ở hàng thứ ba này mình đã hướng dẫn cho các bạn tăng mũi ở một mũi ở đầu hàng là M1L và mũi ở cuối hàng là M1R. Thì đây là các bạn tóm tắt của mình ha. Đối với size A và size B là mình mới vừa tăng hai mũi nên tổng số mũi sẽ tăng thêm hai ha. Nhưng mà đối với size C và size D thì tới hàng thứ 9 các bạn mới tăng thì cũng tăng tương tự, tăng hai mũi là nó sẽ lên size 3 và size 7 ha. Cái này là mình viết thêm để cho các bạn theo dõi và các bạn có thể kiểm tra và đếm lại cái số mũi cho chính xác, tại vì ở trên chart thì không có ha. Rồi mình sẽ đọc tiếp chart. Then tiếp sau đó one stick is then, one stick is then cũng là tăng một mũi ở đầu và một mũi ở cuối nha. Up four, four rows 23 times, tức nghĩa là chúng ta sẽ đang đến hàng thứ đang tiếp theo đó xích 4 hàng thì sẽ tăng một mũi. Đó, tới hàng thứ tư thì chúng ta sẽ tăng một mũi, sẽ tăng một mũi đầu hàng và một mũi cuối hàng, tổng cộng sẽ tăng 23 lần nữa. Ở đây mình muốn giải thích cho các bạn là sau khi các bạn tăng mũi xong ha, thì quy trình đếm mũi của chúng ta sẽ quay về con số 1. Tức là chúng ta sẽ đan mặt trái, đan bê hết là tính là hàng 1, hàng 2 mặt phải, hàng 3 mặt trái và hàng 4 sẽ là mặt phải. Và chúng ta cũng sẽ tăng mũi ở hàng thứ 4, tức nghĩa là mũi tăng của chúng ta khi nào cũng sẽ rơi vào hàng mặt phải nha các bạn. Và tăng một mũi đầu hàng và một mũi cuối hàng, đó sẽ là hàng thứ 4 trong quy trình.
Đến hàng thứ tư chúng ta sẽ tăng mũi ở mặt phải. Và tổng cộng số lần tăng sẽ là 23 lần cho tất cả các size luôn ha. Và sau khi chúng ta tăng đủ 23 lần á, thì số mũi của chúng ta sẽ đạt được là bao nhiêu đây mũi ha. Thì cái việc tăng mũi thì mình đã hướng dẫn rồi, thì các bạn có thể tự mình đang được cái quy trình tăng mũi này có cách 4 hàng. Tới hàng thứ tư, chính xác là đến hàng thứ tư thì chúng ta sẽ tăng mũi. Cái hàng thứ tư thì tăng mũi cứ lặp lại như vậy ha. Rồi shaping row ha, đây là cái số hàng shaping row là tính từ cái chúng ta bắt đầu tăng mũi ha trở đi ha, gọi là cái hàng shaping row, là tổng cộng cái số hàng mà chúng ta đang được là bao nhiêu đây, còn đây là tổng số mũi ha. Thì mình sẽ off máy ở đây để mà mình tiếp tục đan và mình sẽ quay lại cho các bạn xem kết quả nha. Chào các bạn ha, đây là cái tay áo của mình. Mình vừa kết thúc cái phần đan tăng mũi. Đây là cái chỗ tăng mũi cuối cùng của mình ha. Đây là cái hàng tăng mình mới vừa tăng xong, vừa đan xong hàng mặt phải luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem tại thời điểm này mình dài khoảng bao nhiêu ha. Mình sẽ chọn theo cái hàng chữ V ha. Mình sẽ đo dọc ở giữa cái tay một chút để cho nó đi thẳng xuống đó hết cái bo luôn. Đó, mình sẽ đi thẳng một cái cột chữ V bất kỳ mà mình chọn ha. Để cho mình đo cho nó chính xác hơn á. Đây, khoảng 41,5 ha. Rồi mình sẽ đọc tiếp chạc. Cái số mũi của mình hiện thời là 101 mũi, đúng như trên chạc luôn. Thì mình sẽ cho các bạn xem tại cái bước mà tăng mũi ở hàng thứ 3 ha. Thì mình sẽ là có 55 mũi như mình đã nói rồi. Đây, khi mà các bạn tăng thêm 23 lần bằng một hàng, một lần tăng thì chúng ta sẽ tăng 2 mũi ha. Thì nó sẽ thành 23 x 2 là 46. Cái số trên cộng số dưới là ra cái số này chính xác ha. 1,1, 1,5, 1,9, 113 mũi theo size. Thì size của mình thì đúng là 101 mũi. Rồi, kênh là viết tắt của continue ha. Continue working strand until length measure bao nhiêu đây cm tùy theo size ending on a wrong side row. Câu này có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục đan trơn lên, đan K mặt phải và B mặt trái cho tới khi cái độ dài của cái tay áo là được bao nhiêu đây cm tùy theo size, và tính luôn cái phần bo tay áo nha các bạn nha. Lưu ý là kết thúc bằng một hàng ở mặt trái ha. Đó. Thì từ cái giai đoạn này trở đi mình sẽ không tăng mũi nữa, mình chỉ đan K mặt phải và đan B mặt trái, không, chúng ta không quan tâm là bao nhiêu hàng mà chúng ta quan tâm cái chiều dài tay áo là bao nhiêu cm. Nhưng từ đây trở đi ha, chúng ta sẽ đan thêm một đoạn bao nhiêu cm, bao nhiêu nữa, bao nhiêu hàng nữa thì các bạn nhớ đếm giúp mình, để mà cái tay áo còn lại khi mà các bạn đan á thì cái số hàng nó cũng phải y như vậy, để cho hai cái tay nó giống nhau ha. Tức nghĩa là từ đây trở đi mình sẽ không tăng mũi, nhưng mà mình nhớ cái số hàng mình đếm để cho hai cái tay áo nó bằng nhau. Có thể là mỗi size nó sẽ có số hàng khác nhau, hoặc tùy theo tay đan thì cũng sẽ có số hàng đan khác nhau, nhưng mà chúng ta lưu ý là hai cái tay áo trên một cái áo thì nó phải giống nhau nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ off máy để mình tiếp tục đan cái phần này, thì các bạn có thể tự làm được và mình sẽ quay lại sau khi mà mình đạt độ dài ứng theo size của mình nha. Chào các bạn ha, đây là cái phần tay áo của mình. Mình đã đan thêm một đoạn nữa. Đây, tính từ cái chỗ mà mình tăng mũi cuối cùng ha, là ở đây mình đã đan thêm một đoạn khá dài ha. Nó để cho cái phần tay áo của mình nó sẽ đạt được cái chiều dài là 50 cm đối với cái size của mình ha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại ha, là ending on a wrong side row, kết thúc bằng hàng ở mặt trái đó. Và đây là mình chuẩn bị mặt hàng mặt phải nè, chuẩn bị vào hàng mặt phải nè ha. Đó.
chúng ta sẽ cast off. Cast off, chúng ta sẽ ra kim hết toàn bộ cái mũi trên phần tay áo luôn. Ra kim một cách bình thường giống như phần ra kim của thân sau vậy đó các bạn. Đó. Thì mình sẽ cho các bạn xem đây là cái tay áo thứ hai của mình. Mình đã đan xong rồi. Sau khi mình ra kim nè, đó, mình ra kim nguyên một hàng nè ha. Đó. Thì mình sẽ trừ lại cái độ dài dây khoảng 2 đến 3 gang tay ha. Tại vì mình muốn trừ nhiều một chút để mà mình sẽ để dành cái xà len này để mà ráp cái phần tay áo và trong thân áo á. Đó, mình sẽ để khoảng 3 gang tay ha. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn làm phần tay áo. Thì cái hai tay áo chúng ta sẽ đan giống nhau luôn. Ở đây mình đã cho các bạn coi cả hai tay áo của mình, cả hai tay áo nó đều y chang nhau. Từng cái chỗ tăng mũi cuối cùng ha, ở trên đây bao nhiêu hàng thì cái tay bên kia cũng bấy nhiêu hàng. Rồi. Các bạn ha, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn locking áo. Thì trước tiên áo là phải giặt và để ráo nước ha. Ráo nước tức nghĩa là nó vẫn còn ẩm nước nhưng mà nó không phải là khô hoàn toàn, nhưng mà cũng không có được để cho nó nhiễu nước. Thì chúng ta sẽ không vắt áo mà chúng ta sẽ bóp cho tới khi nào nó ra hết cái nước trên áo thôi ha. Đây ha, đây là áo của mình. Đây là phần thân trước mình còn nhiễu nước nè. Đó, mình sẽ bóp cho nó ra hết nước. Đây, mình sẽ bóp nè. Rồi mình sẽ để xuống và sử dụng kim kim ha để mà locking. Nó giãn ra là nó bị mất cái phần của cái mờ.
xong thì chúng ta sẽ sử dụng kim ghim ghim lại. Ở dưới đây các bạn sẽ thấy nó hơi bị phồng ha, thì tí nữa mình sẽ đặt cho nó hết cái phồng này đi, nhưng mà nó sẽ còn cái độ nhún ở phần thân áo một chút, là tại vì đây là cái áo nó có cái phần bo phía dưới sẽ phải ôm như vậy. Nhưng mà cái phần cổ áo á, các bạn cho cái đế ben á, nó đè lên cái vai cho mình nha. Vậy chúng tôi sẽ đặt cho nó hàng kim, cho nó thẳng đế hàng kim xuống. Ghi một lúc cả hai phân luôn, ghi xuống. Đây, mình sẽ đến gần cho các bạn xem. Đó, khi mà các bạn ghim cái áo phần thân trước nào đó, thì các bạn phải định vị lại cho cái lép băng nó đè lên cái phần dry băng ha. Là chúng ta sẽ ghim nó lại cho nó thẳng nè, đè những cái chỗ nào mà ngay cái chỗ chúng ta phân opening á, thì nó sẽ phải đầm xuống đó.
các bạn sẽ thấy mình đập á, để cho cái áo nó phẳng ra, nó không có bị phồng 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 ở cái phần ở xuống cái phần bo thì nó sẽ hơi phồng này, tại nó có cái độ nhún của cái bo ha. Tiếp theo đây là mình sẽ lắp kinh tiếp cái phần bác thân sau ha. Khi nào chúng ta cũng phải đi từ cái bo áo đi lên hết, tại vì cái bo áo là cái phần quan trọng nhất chứ không phải cái phần trơn nữa. Với lại nó là một cái đường thẳng á, khi mà mình làm xong cái bo áo mình sẽ căng những cái đoạn ở phía trên hơn. Nếu như mà cái bo áo nó chưa thẳng á, cái áo mà bị siêu vẹo thì nó sẽ không đẹp nha. Lưu ý giúp mình á là cái cạnh này là nó thẳng và cái cạnh ở trên phần ra kim ở trên thân sau á nó cũng phải thẳng hàng nha. Tại vì nó là ra kim hết tất cả toàn bộ cái mũi còn lại á, nên là khi nào cái đoạn ở trên này nè chúng ta cũng giữ cho nó thẳng hàng luôn. Thank you.
Rồi, như vậy là đã xong cái phần thân sau ha. Cái áo này nó bự lắm nên chúng ta sẽ tốn hơi bị nhiều kim á. Các bạn sẽ thấy không, cái phần ra kim của phần thân sau nè, trên vai nè, và cái phần bo là hai cái thân, nó như hai đường song song với nhau vậy. Mình sẽ đắp kim tiếp hai cái tay áo ha. Mình sẽ làm trước một cái tay, còn cái tay còn lại thì các bạn làm tương tự giúp mình nha. Thì tương tự như cái phần thân áo, chúng ta cũng sẽ đắp lên từ cái cổ tay trước, làm cho nó thẳng lên. Cái tay áo còn lại để tiết kiệm chỗ thì mình sẽ quay đầu rồi nó lại. Mình nghĩ cái phần tay áo còn lại thì các bạn có thể lock kinh được, tại vì nó sẽ tương tự với cái phần tay áo bên này đó.
Chào các bạn ha, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ráp cái sườn tay áo, đè cái tay áo ha. Thì mình đã vừa phơi khô locking xong thì mình lấy vô để mình chuẩn bị ráp lại. Mình ráp lại, sau khi ráp xong thì cái tay áo thì mình sẽ ráp ngay chỗ này. Mình có dặn các bạn là khi mà chúng ta bắt mũi khá sau đó thì chúng ta sẽ chừa ra một số len dư dài một chút để chúng ta sẽ khâu lại. Ráp cái sườn tay thì bây giờ mình sẽ tận dụng cái len này nha. Đó. Mình sẽ tháo cái búi len này ra. Và mình sẽ lấy cái kim khâu len đó, mình sẽ khâu luôn. Thực sự ra cái việc khâu len ngay cái đoạn này đó nó khá là đơn giản và nó sẽ tận dụng chung với cái kỹ thuật, nó sẽ làm giống như cái phần thân luôn ha. Cái khâu thân luôn. Đó, mình sẽ len qua. Rồi, đây như các bạn thấy đây là mặt phải ha, còn trong đây là mặt trái. Thì mình sẽ tìm cái khi mà mình đang á, thì mình đang cái đường này lên được từ cái đồ, từ cái chỗ bo tay mình đang lên, thì chữ V nó sẽ chạy lên như thế này ha. Thì mình khi mình nhìn á thì mình sẽ để như vậy, thì các bạn sẽ thấy cái chữ V nó chạy thẳng lên. Và khi mà mình vạch ra thì các bạn lưu ý ha, cái mũi cuối cùng của mình ở đây là mũi đang B ha, nên nó sẽ không thấy cái rõ cái chữ V bên ngoài ha. Mình chỉ thấy cái rõ cái chữ V nó nằm ngay đây nè, đây là cái hàng chữ V mình thấy rõ, tại vì đây là cái mũi mình đang ca, rồi ở ngoài đây mình có một mũi mình đang B kết thúc hàng. Khi mà mình đang cái bao tay là KB KB đang drip á, thì cái mũi cuối cùng mà chúng ta đang B và cái mũi gần cuối là mũi đang ca. Thì các bạn sẽ lấy giúp mình ở ngoài, mình khi mà mình vạch ra thì mình sẽ thấy là giữa cái mũi đang ca và cái mũi đang B ngoài cùng ha, là nó có những cái sợi len chạy ngang qua này, nó có sẽ những sợi len chạy ngang qua. Mình sẽ khâu một sợi bên này với một sợi bên này với một cùng một cách nhìn, tức là nhìn cái hàng chữ V ha. Đây mình sẽ lấy, mình sẽ đâm qua trước cái lỗ đầu tiên ha. Các bạn sẽ thấy nè, mình đâm nhưng mà không có phạm vào cái chỗ chữ V, đâm ở giữa cái cột chữ V và cái cột đang B ngoài cùng ha. Sau đó thì các bạn nhìn sang cái phần còn lại ha, thì các bạn sẽ thấy nè, tại vì cái phần chúng ta đang bắt đầu cái đang bo tay thì chúng ta đã bắt đầu đang ca đầu tiên, mũi đầu tiên chúng ta là đang ca, sau đó mũi đang B, thì các bạn sẽ thấy nè, cái đìa ngoài cùng của nó là sẽ là những cái mũi chữ V đi lên, nó rất là rõ, nhìn thấy rất là rõ. Nhưng mà cái mũi đang B nó lại chìm xuống dưới khó thấy một chút, thì chúng ta cũng vạch ra như thế này và tìm những cái sợi len nó chạy ngang qua giúp mình ha. Đây, nó rất dễ nhầm lẫn, nếu mà các bạn lấy nhầm cái sợi đang B thì nó sẽ không được đẹp lắm ha. Nếu mà các bạn lấy, bạn kéo nó ra một chút thì các bạn sẽ thấy nè, đây là những cái sợi len nó nằm ngang nè, nó nằm sát ngay cái cột chữ V ngoài cùng ha. Còn đây nó cũng là có một sợi len nằm ngang, nhưng mà cái sợi len này là cái sợi len ở giữa mũi đang B, các mình phải cẩn thận chỗ này một chút ha. Nhưng mà các bạn làm vài mũi là các bạn sẽ hiểu và các bạn sẽ dễ hơn. Nếu vài mũi ban đầu đối với bạn nào mà mới làm thì sẽ hơi khó nhìn một chút, nhưng mà yên tâm, làm rồi làm biết rồi sẽ quen. Đây, lấy sát những cái sợi len sát với hàng chữ V ngoài cùng. Đó, quy tắc của chúng ta là một sợi bên này một sợi bên kia thôi ha. Vì đang chung một cái, đang chung trên một cái tay áo thì chắc chắn là số hàng của nó phải bằng nhau. Và nếu mà các bạn kết cứ một sợi bên này và một sợi bên kia, cuối cùng mà có một bên nào nó nhiều cao hơn hoặc là dương mũi hơn thì chắc chắn là trong quá trình bạn kết nó đã bị lệch rồi, nó bị bỏ sót sợi nào rồi ha. Chúng ta sẽ có những cái chặng dừng để chúng ta kiểm tra, ví dụ như ha, cái điểm kết thúc của cái bo thì hai cái chỗ này nó phải khớp với nhau ha. Đây, hai cái điểm kết thúc bo nó phải khớp với nhau. Rồi những cái điểm mà chúng ta tăng mũi á,
đó thì tăng mũi bên này, tăng mũi đầu hàng và tăng mũi cuối hàng, thì khi mà chúng ta kết lại với nhau thì chúng ta sẽ thấy cùng một hàng thì nó sẽ cùng điểm đó chúng ta sẽ kết lại đó, nên là chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để liên tục kiểm tra ha, chứ không phải là cứ đợi đến cuối cùng mình mới mới biết là nó đã bị lệch. Nên là chúng ta làm thì chúng ta để ý thì chúng ta sẽ phát hiện ra ngay đó. Khi mà chúng ta làm á kỹ á, chúng ta kết kỹ một chút á, ý là ta lấy đúng sợi á, thì nó sẽ rất là đẹp và nhìn giống như là không khó thấy được cái điểm kết luôn, tức nghĩa là không thấy được mình đã kết chỗ nào luôn, cái tay giống như nó chạy liền mạch vậy đó ha, từ từ giống như là đang vòng vậy đó. Với lại một điểm nữa, khi mà các bạn kết á, các bạn tuyệt đối không được nắm kéo nha, nó rút lại là nó rất là khó để giãn ra, tại vì len nó có cái độ rít đó, nên là nó sẽ rất khó giãn ra, nó không giống như chỉ may đồ. Nên là khi mà các bạn kết á thì chúng ta kết vừa kéo vừa đủ cái sợi len thôi, không có kéo rút nó nhiều quá. Với lại các bạn kéo rút nó sát quá nó cũng không có đẹp nữa, chỉ vừa tới thôi, vừa rút hết cái phần len là bắt đầu kết tiếp là ok. Rồi bây giờ mình sẽ ốp máy để mình kết hết cái phần bao tay, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp cái phần ở trên ha. Đây, cái bao tay mình vừa kết xong ha, mình chuẩn bị lên cái phần thân tay thì các bạn sẽ thấy nè, đó. Các bạn nhìn qua mắt thường là các bạn sẽ không thấy được cái đường nào, cái đoạn nào mà mình kết luôn. Nó hoàn toàn nó tiệp hết luôn ha. Khi mà các bạn lấy đúng mũi, đúng hàng ha, một sợi bên này, một sợi bên kia thì nó rất là đẹp. Nó không thấy được luôn, người bình thường mà không biết đan thì sẽ không thấy được luôn. Rồi, khi mà chúng ta sẽ chuẩn bị lên phần thân tay, cái phần thân tay thì nó khác cái phần bao tay một chỗ là tất cả các mũi chúng ta đều đang ca hết, vì thế nó sẽ dễ nhìn hơn, tức nghĩa là ở đây thì chúng ta vẫn nhìn những chữ V chạy lên, ở đây những chữ V chạy lên, nhưng mà nó sẽ gặp một trở ngại khi mà đụng với các mũi gọi là tăng mũi thì chúng ta phải làm như thế nào ha. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở đây ha, mình sẽ bắt đầu lấy cái mũi bên này kết với một mũi bên kia, thì các bạn sẽ thấy nè, nó là những cái chữ V, những cái cột chữ V đi lên. Thì chúng ta khi nào chúng ta cũng nhớ là lấy cái sợi dây len nằm ngang sát với cái cột chữ V ngoài cùng đó. Thì giờ mình sẽ lấy đây sát cái cột chữ V ngoài cùng, đây là cái sợi len nằm ngang kế bên à, cái cột chữ V ngoài cùng đây có một sợi len, mình sẽ lấy sợi đó. Bên này cũng tương tự ha, đây là chữ V chạy lên. À, có một sợi len nằm sát với chữ V chạy lên ở đây. Còn đây là nó vô mũi tăng nè. Vô mũi tăng thì các bạn cũng nhớ như vậy, tức nghĩa là mình chỉ lấy những cái sợi len sát với cái chỗ chữ V ngoài cùng thôi. Còn những cái mũi tăng thì chúng ta sẽ cho nó vào phần trong hết, chứ chúng ta mà chạy thẳng cột chữ V này lên coi như là cá chúng ta không có tăng mũi gì hết, tại nó lận vô trong hết rồi. À, thì chúng ta phải là những cái sợi len nằm sát ở đây, thì cái mũi tăng á nó sẽ là hai cái chân nó chéo nhau vậy, nhưng mà chúng ta chỉ lấy một sợi thôi. Đây là cái mũi tăng á, nó là có cái chân chéo nè, đó cái chân chéo nè, thì nó sẽ là các bạn sẽ thấy đây là nó là hai sợi, chúng ta sẽ lấy một sợi trước. Cùng lúc đó bên đây cũng sẽ là mũi tăng, mũi chéo tăng mũi ha, đó mình cũng sẽ lấy một sợi. Rồi sẽ còn một sợi còn lại của cái mũi chéo đó. Thì bên đây cũng vậy, cái chân còn lại. Thì các bạn sẽ thấy không, ở đây nó là mũi tăng thì bên đây
nó cũng sẽ là tương ứng sẽ là cái mũi tăng đó luôn, cùng một hàng mà chúng ta tăng đầu hàng và cuối hàng. Đó là lý do vì sao mà mình nói á, khi mà các bạn kết đúng hàng với nhau á, không bỏ sót cái sợi đen nào hết á, thì nó sẽ đi đúng ha, nó sẽ mũi tăng bên này song song với cái mũi tăng ở phía đối diện. Còn nếu mà mình làm lệch là mình sẽ, ủa sao bên này vô mũi tăng rồi bên kia chưa thấy mũi tăng ha. Đây mình lại đụng tới mũi tăng nữa nè, này nó là hai sợi ha, thì mình lấy một sợi thôi. Đây cũng là mũi tăng nữa ha, này lấy một sợi. Đó thì tất cả toàn bộ cái phần thân tay trở lên á thì nó sẽ thực hiện giống nhau hết, thì mình sẽ để cho các bạn tự làm và mình sẽ quay lại khi nào mà mình đã hoàn tất cái nguyên cái chiều dài tay áo luôn. Mình chỉ có lưu ý các bạn một cái là khi mà cái kết ở đây nè đó, thì chúng ta phải luôn luôn kiểm tra là cái thứ nhất, cái thứ hai á là dĩ nhiên ở đây thì các bạn sẽ không thấy nó đẹp đều như cái phần bo nữa đâu, tại vì nó có những mũi tăng, tại vì chỉ tăng đó nó sẽ có cái sự nhấn nhấn tăng mũi ở cái mũi, do cái mũi chéo chúng ta M1N và M1R đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự khác biệt và nhìn vô sẽ thấy được luôn trên cái mũi tăng đó luôn, nên là nó vừa có lợi mà nó vừa dễ kiểm tra, có lợi chúng ta dễ kiểm tra ha. Rồi rồi hẹn gặp lại các bạn sau khi mà mình kết xong cái tay này, mình sắp xong cái phần thân tay ha, còn một hai mũi nữa. Cái mũi cuối cùng ở đây này nó nằm sát ở mí trên đó các bạn, để ý giúp mình, để các bạn nó sẽ hơi khó thấy, nó nằm sát ở mí rồi, nằm sát ngay cái đường ra kim luôn á đó. Đó. Rồi thế là xong ha, mình sẽ đâm ngược về bên này, đâm ra sau luôn, mình sẽ lấy kim khâu len ra. Như vậy là đã xong một cái tay ha. Thì cái tay còn lại các bạn cũng khâu y chang như cái tay áo này chứ mình. Ngoài ra mình để cho các bạn xem mà, tại những cái vị trí mà nó chúng ta có tăng mũi á, thì nó sẽ giống như là cái hình túa ra như thế này nè. Đó, giống như là cái bông hoa hay cái gì. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ha, rõ ràng, và các bạn cũng thấy đó, cái mũi cuối cùng của mình là bên đây một mũi, bên đây một mũi là kết thúc. Chào các bạn ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kết lại hai cái thân ha. Kết lại hai thân với nhau. Thì cả hai bên sườn áo chúng ta đều có một cách kết, và cái cách kết này á nó cũng tương tự với cách kết của phần tay áo ha. Đầu tiên là mình sẽ tháo cái len bắt mũi ở phía đầu ra để mình tận dụng nó để mình kết ha. Xả lên. Và mình có một cái lưu ý nhỏ, thực sự là cách kết á, nó cũng giống nhau, nhưng mà các bạn phải hiểu là khi mà chúng ta bắt mũi cái phần thân áo á, thì cái số mũi của chúng ta bắt là số mũi lẻ, vì thế là kết thúc ở đây nè là mũi đang ca, và đầu hàng ở bên đây nè cũng là mũi đang ca ha. Rồi mình sẽ lấy mình sẽ nhìn theo cái chân chữ V, cái mũi đầu tiên thì mình sẽ nhớ là mũi đang cao, mũi tiếp theo sẽ là mũi B thì nó sẽ chìm xuống ha. Vì thế là mình phải lấy cái sợi len nằm sát ha. Này. Nằm sát với cái mũi bắt mũi ở ngoài bìa đây. Đây thì thấy nè.
làm sát ngay cái chân chữ V ngoài cùng nè. Đó ha. Mình sẽ đâm qua cái lỗ này trước. Sau đó mình sẽ lấy cái sợi len sát ở bên thân bên này. Cái nếu mà các bạn lấy không khéo là các bạn sẽ lấy nhầm vào vào cái sợi len của mũi đang bê ha. Và chúng ta phải lấy cái sợi len nằm ngang sát với mũi đang cao ngoài cùng là cái mũi len này nè. À, còn cái mũi len này là không phải nè. Đó. Nhớ nhầm nha. Đó, bên này cũng tương tự vậy. Các bạn sẽ lấy cái mũi len nằm sát với cái chữ V ngoài cùng. Vì cái số mũi của chúng ta bắt là cái số mũi lẻ đó, khi mà chúng ta kết lại thì các bạn sẽ thấy là bên đây là chữ B, đang mũi đang B và bên đây cũng là mũi đang B ha. Cái này thực tế là các bạn có thể làm được là tại vì nè, các bạn kết tay áo thì các bạn đã quen rồi. Đang xong thì nó sẽ có cái khoảng cách ở đây nè, nó sẽ bự hơn ở đây. Tại vì ở đây là hai mũi đang B, còn ở đây là KB, KB ha. Bây giờ ở đây ở giữa hai cái mũi chữ V này á, chúng ta thấy có một hàng ở giữa rồi. Còn ở đây thì nó sẽ xa hơn. Cái đây là cái một cái nhược điểm của việc bắt mũi, mà bắt mũi là số số mũi lẻ ha. Nếu mà chúng ta để ý, nếu mà cái mẫu thiết kế nào có một số mũi bắt mà số mũi chẵn á, thì nó sẽ đẹp hơn là số mũi bắt mà có số mũi lẻ. Rồi mình sẽ quay lại các bạn sau khi mà mình kết xong cái phần bo ha, thì các bạn lưu ý với mình á, là nó phải chạm với nhau ha. Sau kết thúc phần bo hai bên nó phải song song với nhau. Đây mình đã kết xong phần bo áo ha. Mình sẽ đi vào tiếp phần thân áo. Thì cái phần thân áo nó còn dễ hơn cái phần thân tay nữa, tại vì nó không có mũi tăng và mình chỉ cần kết những cái chân chữ V song song lại với nhau thôi ha. Đây nhãn hàng chữ V nè. Mình sẽ lấy một mũi bên này kết với một mũi bên kia. Cái đây nếu như bạn nào mà có để ý là khi mà các bạn đang hai thân cùng bằng số hàng với nhau thì khi mà kết thì chắc chắn là nó sẽ kết thúc cùng lúc với nhau, tức là nó không bị chênh lệch hàng. Còn nếu mà trong lúc các bạn đang thân thân sau trước rồi đang thân thân trước trước đang thân sau mà các bạn không đếm hàng lại thì nó sẽ bị chênh lệch hàng với nhau ha. Mặc dù đôi khi mình đo bằng thước đo thước dây á, nó không được chính xác lắm ha. Nó bị chênh lệch hàng thì khi mà kết nó sẽ bị ảnh hưởng ha. Còn nếu mà các bạn đang hai thân á, mà các bạn đếm cho nó đầy đủ số hàng với nhau á, từ cái chỗ bắt mũi tới cái chỗ mà nách áo á, đó là cái đoạn đường đó là nó phải bằng số hàng với nhau, thì khi mà kết lại với nhau nó không, mình không cần phải xử lý cái việc chênh lệch hàng ha. Trường hợp nếu mà các bạn lỡ làm cho nó chênh lệch hàng, không biết thân nào thân trước hoặc thân sau có một thân gọi là nhiều hàng hơn cái thân còn lại ha, thì các bạn nhớ giúp mình là cái thân nào nhiều hàng hơn thì các bạn sẽ phải lấy hai mũi như thế này, lấy cùng lúc hai mũi lên ha, thì để cho nó cân bằng lại. Nếu mà chênh lệch không nhiều, như bạn chênh lệch một hai hàng thì chúng ta làm vậy, chứ còn mà chênh lệch nhiều hàng quá là nó ảnh hưởng tới số đo của áo rồi thì các bạn phải tháo ra đan lại. Thì mình sẽ tiếp tục khâu thân nè.
Khi mà các bạn khâu đẹp thì mình sẽ không thấy được cái đường khâu, còn như thế nó sẽ lộ ra, là tại vì giống như hồi nãy mình nói số mũi bắc là số mũi lẻ nên là hai mũi bên nó đụng nhau nó hở ra nhiều, mình sẽ thấy rõ ha. Cái này là lỗi của thiết kế, người ta đôi khi người ta cũng tránh tránh không được, là tại vì đôi khi người ta bắt buộc phải bắt mũi số mũi lẻ do phong thủy hay sao đó thì mình không 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 nói trước được. Nhưng mà cái phần thân là khi mà các bạn kết đúng thì các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp ha, và không thấy lộ ra cái đoạn nào, chữ cái cột nào mà mình đã kết lại, nó sẽ nhìn giống như là dính với nhau luôn. Rồi mình sẽ tiếp tục kết cho tới phần nách áo luôn nha. Đây mình mới vừa kết xong ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn khâu vai ha. Này, mình sẽ khâu từ cái phía đỉnh vai khâu vào phía cổ ha. Và khi các bạn khâu á, thì các bạn sẽ nhìn cái thân chữ V chạy từ dưới bò áo lên, thân sau cũng vậy ha, chạy chữ V chạy từ phía dưới áo lên. Mình sẽ lấy mỗi lần mỗi chữ V một thân áo ha. Đây mình thấy chữ V nó sát ngoài biên luôn ha. Còn đây khi mà mình đặt ngược như vậy thì chữ V nó cũng sẽ ngược lại như vậy ha. Đó, khâu mỗi bên mỗi chữ V như thế này, và các bạn nhớ là mình sẽ lấy cái chữ V sát ngay cái đường ra kim nha, sẽ lùi lại cái chữ V sát đường ra kim. Mẹ sẽ lôi nó lên một chút. Nó nằm sát ở trên này nè các bạn. Này, nó nhỏ ha. Khi mà khâu vai các bạn tuyệt đối là không có rút quá mạnh nha, tại vì nó giãn giãn ra thì nó sẽ đẹp hơn. Chúng ta sẽ khâu cho tới đụng tới cái đỉnh cổ của thân chú luôn ha.
mình sẽ đâm xuống luôn ha. Đâm, rút kìm ra. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn câu xong cái vai. Thì cái vai áo á, nó phải cần được lót lên ra thì nó mới giãn căng ra được chỗ này ha. Thông thường là mình mặc một thời gian nó sẽ giãn ra, hoặc là mình mặc cho mannequin á là nó cũng sẽ giãn ra. Cái này là thì tùy thôi, các bạn có thể giặt á, hoặc các bạn xịt nước vô á, các bạn để cho nó khô đoạn này là nó sẽ vào nếp liền. Còn khi mà chúng ta mới khâu xong á thì nó còn hơi quặp vô một chút ha. Nếu mà nó giãn ra thì nó sẽ đẹp như vậy nè. Nó không có còn bị cong nữa. Cái vai bên còn lại các bạn cũng thực hiện tương tự, nhưng mà các bạn nhớ là khâu từ đỉnh vai và phía cổ nha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đơm nút ha. Trước khi mà các bạn đơm nút á, thì các bạn phải có một cái nút nó vừa với cái khuy của các bạn ha. Đây ha, nó phải qua lọt và không quá chật cũng không quá lỏng. Rồi cái thứ hai là các bạn phải có một cái kim khâu len, mà cái đít đó, cái đít của cây kim á ha, cái đít của cây kim nó phải qua lọt cái lỗ ở trên cái nút này. Rồi cách xác định cái chỗ mà chúng ta sẽ đơm nút á, nó cũng cách giống như cách xác định mà chúng ta xác định cái lỗ chúng ta đơm khuy, thì cách bao nhiêu hàng á thì các bạn sẽ có được cái chỗ để đơm nút ha. Này mình xác định cái chỗ này rồi, mình sẽ đâm lên từ dưới lên một sợi thôi. Rồi xong, mình sẽ cột hai sợi len này lại với nhau về phía sau ha.